Kính chào quý vị và các bạn, bây giờ mời quý vị và các bạn theo dõi chương trình thời sự tối của Đài Truyền hình Bạc Liêu. Hôm nay thứ tư ngày 18 tháng 4 năm 2018, chương trình tối nay có những thông tin đáng chú ý sau. Ông Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh tổ chức chuyến khảo sát vùng biển Bạc Liêu chuẩn bị cho việc đầu tư dự án nhà máy điện khí ga trên địa bàn tỉnh. Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng khối thi đua số 4 tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Đông Hải giám sát về công tác tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã An Phúc và An Trạch A. Để tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động, thời gian qua, tỉnh Bạc Liêu luôn chú trọng công tác xuất khẩu lao động với nhiều chính sách, chủ trương khuyến khích thiết thực. Mỗi năm, tỉnh có hơn 300 lao động được đi làm việc tại các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Thưa quý vị và các bạn, hôm qua, ông Dương Thành Trung, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh cùng lãnh đạo một số sở ngành tỉnh, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng và lãnh đạo Ủy ban Nhân dân thành phố Bạc Liêu, huyện Hòa Bình, huyện Đông Hải đã tổ chức chuyến khảo sát vùng biển Bạc Liêu từ giáp ranh tỉnh Sóc Trăng đến địa bàn thị trấn Gành Hào, huyện Đông Hải. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, mục đích chuyến khảo sát lần này là dò tìm một vị trí thuận lợi có mực nước sâu thấp nhất 20 m để lập báo cáo với chính phủ, chuẩn bị các bước cho việc đầu tư dự án nhà máy điện khí ga trên địa bàn tỉnh. Sau khi Bạc Liêu được chính phủ cho phép rút dự án nhà máy nhiệt điện Cái Cùng khỏi quy hoạch trên địa bàn tỉnh, tỉnh đã tranh thủ kêu gọi các nhà đầu tư để đầu tư vào lĩnh vực sản xuất điện trên địa bàn mà tỉnh đang có tiềm năng và lợi thế. Sau công tác mời gọi của tỉnh, đã có một số nhà đầu tư có tiềm lực đến tìm hiểu và thể hiện tâm huyết ngỏ ý đầu tư. Trong đó có nhà đầu tư đến từ Hoa Kỳ, mong muốn được đầu tư một nhà máy sản xuất điện từ nguyên liệu khí ga. Yêu cầu của nhà đầu tư này là tìm vị trí thích hợp trên vùng biển của Bạc Liêu, có mực nước sâu 20 m được đo khi thủy triều xuống thấp nhất để xây dựng nhà kho chứa khí ga. Từ đây vận chuyển khí vào bờ làm nguyên liệu cho nhà máy sản xuất điện đặt trên bờ biển. Dự kiến dự án điện khí ga này sẽ có công suất là 3.500 MW, tổng vốn đầu tư khoảng 4 tỷ đô la Mỹ, thời gian thi công 24 tháng. Cũng vì vậy, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh Dương Thành Trung cho biết, sau khi đo mực nước sâu 20 m dọc trên tuyến biển, tỉnh sẽ xác định chính xác tọa độ, chọn vị trí nào phù hợp nhất cho dự án và vị trí gần bờ nhất sẽ là vị trí được ưu tiên lựa chọn số 1. Theo Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, việc Tập đoàn Hoa Kỳ xin đầu tư dự án nhà máy điện khí ga trên địa bàn tỉnh là một tin vui của tỉnh, mở ra triển vọng mới cho tỉnh phát triển mạnh hơn nữa lĩnh vực sản xuất điện. Sau chuyến khảo sát này, Ủy ban Nhân dân tỉnh sẽ tổng hợp báo cáo xin chủ trương ý kiến quyết định của chính phủ về dự án quan trọng này nhằm sớm xúc tiến các bước tiếp theo. Chiều hôm qua, Sở Thông tin và Truyền thông, trưởng khối thi đua số 4, tổ chức hội nghị tổng kết công tác thi đua khen thưởng năm 2017. Đến dự có đại diện các đơn vị thuộc khối thi đua số 4, gồm Sở Thông tin Truyền thông, Trung tâm Dịch vụ Đô thị tỉnh, Sở Y tế, Sở Lao động Thương binh và Xã hội, Đài Phát thanh Truyền hình, Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch, Sở Giáo dục và Đào tạo, Ban Dân tộc tỉnh. Trong năm 2017, khối thi đua số 4 đã hoàn thành tốt nhiệm vụ chính trị chuyên môn được tỉnh ủy, Ủy ban Nhân dân tỉnh giao. Những chỉ tiêu đề ra cho các cơ quan đơn vị hầu hết đều đạt và vượt kế hoạch. Một số kết quả hoạt động tiêu biểu như Sở Thông tin Truyền thông đã triển khai hỗ trợ đầu thu truyền hình số cho hơn 21.000 hộ nghèo và hơn 11.000 hộ cận nghèo. Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cử vận động viên tham gia các giải thể thao khu vực, quốc gia và quốc tế đạt 200 huy chương, trong đó có một huy chương vàng SEA Games 29. Sở Lao động Thương binh và Xã hội hỗ trợ tạo việc làm cho gần 23.000 lao động. Bên cạnh những kết quả đạt được, khối thi đua số 4 vẫn còn những mặt hạn chế, như các đơn vị chưa có những giải pháp hữu hiệu để đẩy mạnh phong trào thi đua, khối còn gặp khó khăn vướng mắc trong việc xây dựng tiêu chí, đánh giá chấm điểm, xếp hạng thi đua. Đại diện các đơn vị cũng kiến nghị về việc xây dựng các tiêu chí thi đua phải cụ thể, sát với yêu cầu nhiệm vụ, phù hợp với tình hình thực tế của từng đơn vị và từng lĩnh vực công tác. Tại hội nghị, Sở Thông tin và Truyền thông đã nhận cờ thi đua của Ủy ban Nhân dân tỉnh vì có thành tích tiêu biểu dẫn đầu khối thi đua năm 2017. Trung tâm Dịch vụ Đô thị nhận bằng khen của Ủy ban Nhân dân tỉnh đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ năm 2017. Trường Chính trị Châu Văn Đặng phối hợp với Ban Tuyên giáo tỉnh ủy vừa khai giảng lớp trung cấp lý luận chính trị hành chính hệ không tập trung khóa 68. Tham gia lớp học có 45 học viên là cán bộ công chức, viên chức đang công tác ở các sở ban ngành tỉnh. Trong thời gian khoảng 1 năm vừa làm vừa học, tập trung theo từng đợt, các học viên được trang bị thêm những kiến thức cơ bản về chủ nghĩa Mác Lênin, tư tưởng Hồ Chí Minh, về Đảng Cộng sản, lịch sử Đảng Cộng sản Việt Nam, về hệ thống chính trị, nhà nước và pháp luật xã hội chủ nghĩa, về quản lý hành chính nhà nước, đường lối chính sách của Đảng, nhà nước Việt Nam trên các lĩnh vực đời sống xã hội.
nghiệp vụ công tác mặt trận tổ quốc và đoàn thể nhân dân, nghiệp vụ công tác đảng ở cơ sở, một số kỹ năng cơ bản trong lãnh đạo quản lý của cán bộ lãnh đạo quản lý ở cơ sở, tình hình nhiệm vụ ở địa phương. Lớp học nhằm giúp các học viên được nâng cao trình độ, bản lĩnh chính trị, phẩm chất, đạo đức cách mạng, tư duy khoa học, năng lực công tác, góp phần nâng cao hiệu quả trong giải quyết các công việc, những vấn đề mới phát sinh trong thực tiễn tại đơn vị công tác. Ngày 17 tháng 4, đoàn giám sát Hội đồng Nhân dân huyện Đông Hải đã đến giám sát về công tác tổ chức hoạt động của Hội đồng Nhân dân xã An Phúc và An Trạch A từ đầu nhiệm kỳ đến hết tháng 3 năm 2018. Tại buổi làm việc với xã An Phúc và xã An Trạch A, đoàn giám sát kiểm tra các nội dung văn bản và nghe báo cáo liên quan đến hoạt động của Hội đồng Nhân dân như chức năng quyết định, chức năng giám sát theo luật định, việc thực hiện chức năng đại diện của Hội đồng Nhân dân, mối quan hệ giữa thường trực Hội đồng Nhân dân với Ủy ban Nhân dân, Ủy ban Mặt trận Tổ quốc, các cơ quan có liên quan và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động Hội đồng Nhân dân. Nhìn chung, từ đầu nhiệm kỳ đến nay, Hội đồng Nhân dân xã An Phúc và An Trạch A đã thực hiện tốt chức năng nhiệm vụ trong công tác tổ chức và hoạt động. Tuy nhiên, các thành viên trong đoàn cũng góp ý với Hội đồng Nhân dân xã cần thực hiện tốt hơn việc thẩm tra văn bản trước khi trình kỳ họp Hội đồng Nhân dân, vì đây là vấn đề rất quan trọng, quyết định thành công của kỳ họp. Trong các kỳ họp, cần tập trung nhiều hơn đối với hoạt động chất vấn để giải quyết các vấn đề thực tiễn đặt ra. Nội dung chất vấn cần gắn liền với những vấn đề cần thiết đối với dân. Ban Kinh tế xã hội cấp xã mới được thành lập nên sẽ còn lúng túng trong hoạt động. Vì vậy, cần xây dựng kế hoạch cụ thể để đưa ra phương hướng hoạt động phù hợp, đem lại hiệu quả cao hơn. Từ đó, vai trò đại diện nhân dân được thực hiện triệt để. Từng thành viên Hội đồng Nhân dân xã tiếp tục nêu cao tinh thần trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ, nhất là việc nắm chặt các chủ trương pháp luật của nhà nước. Phải làm tốt công tác phản biện xã hội, tăng cường công tác giám sát chuyên đề, nâng cao chất lượng tiếp xúc cử tri và tiếp công dân theo luật định. Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện Hồng Dân vừa tổ chức tổng kết công tác vận động hiến máu tình nguyện năm 2017 và triển khai phương hướng nhiệm vụ năm 2018. Thông qua nhiều hoạt động tuyên truyền, vận động sâu rộng đến các ban ngành đoàn thể, lực lượng vũ trang, đoàn viên thanh niên, học sinh và quần chúng nhân dân tham gia hiến máu tình nguyện. Năm 2017, huyện đã tiếp nhận được 1.025 đơn vị máu, đạt 125% so với chỉ tiêu tỉnh giao. Năm 2018, Ban chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện huyện tiếp tục đẩy mạnh công tác tuyên truyền, nâng cao ý thức toàn dân trong việc tình nguyện hiến máu cứu người, thông qua nhiều hình thức tuyên truyền trực quan trên pano affix, gắn với các chiến dịch và sự kiện về hiến máu tình nguyện, phấn đấu thu 1.170 đơn vị máu trong năm 2018. Ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản huyện Phước Long phối hợp cùng Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện vừa tổ chức nghiệm thu giai đoạn 1 các công trình xây dựng cơ bản phục vụ sản xuất nông nghiệp trên địa bàn ấp Tường Thắng A, xã Vĩnh Thành. Đây là ấp được tỉnh chọn chỉ đạo điểm xây dựng nông thôn mới kiểu mẫu giai đoạn 2016-2020. Các công trình chủ yếu do Hợp tác xã Nông nghiệp Đại Thắng quản lý, gồm một trạm bơm nước tập trung hoạt động bằng điện ba pha với tổng kinh phí đầu tư trên 1 tỷ đồng và 6 cống phục vụ cho tổ hợp tác tưới tiêu với tổng kinh phí đầu tư trên 800 triệu đồng. Nhìn chung, các công trình phục vụ sản xuất nghiệm thu giai đoạn 1 trên địa bàn ấp Tường Thắng A được thi công đảm bảo thiết kế kỹ thuật. Để các công trình sớm hoàn thành đưa vào sử dụng, Ban quản lý dự án các công trình xây dựng cơ bản và Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn huyện đề nghị đơn vị thi công tiếp tục đẩy nhanh tiến độ thi công giai đoạn 2, khẩn trương phối hợp với ngành điện lực tiến hành hạ thế điện phục vụ trạm bơm tập trung và tiếp tục hoàn thiện hệ thống cống tại các tổ hợp tác tưới tiêu trên địa bàn ấp Tường Thắng A, đảm bảo hoàn thành đưa vào hoạt động kịp thời cho vụ sản xuất lúa hè thu sắp tới. Thực hiện chức năng tham mưu cho Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, chống âm mưu thủ đoạn hoạt động của các loại gián điệp. Thời gian qua, Phòng Bảo vệ Chính trị Công an tỉnh Bạc Liêu đã tập trung thực hiện tốt công tác đấu tranh chống gián điệp. Đơn vị luôn bám sát phương châm, quan điểm chỉ đạo của lãnh đạo Bộ Công an và Đảng ủy, Giám đốc Công an tỉnh để tổ chức triển khai thực hiện có hiệu quả các biện pháp nghiệp vụ, chủ động xây dựng nhiều kế hoạch, phương án đảm bảo an ninh trật tự, không để xảy ra đột xuất bất ngờ. Đặc biệt, thời gian qua, đơn vị đã tập trung đẩy mạnh cải cách hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh bằng những việc làm thiết thực, như triển khai thực hiện đề án cấp hộ chiếu phổ thông bằng hồ sơ điện tử thông qua mạng máy tính xuất nhập cảnh, rút ngắn thời gian trả kết quả từ 30 ngày xuống còn 8 ngày làm việc, cấp thị thực, gia hạn chứng nhận tạm trú chỉ còn 1 ngày, thực hiện cấp phát hộ chiếu đến tận địa chỉ của khách qua dịch vụ chuyển phát chất lượng cao và duy trì chế độ làm việc ngày thứ bảy hàng tuần để giải quyết các thủ tục hành chính trên lĩnh vực xuất nhập cảnh. Đáng chú ý, từ năm 2017 đến nay, đơn vị đã xây dựng đưa lên trang thông tin điện tử công an về hướng dẫn thủ tục cấp, sửa đổi, bổ sung hộ chiếu của công dân Việt Nam để người dân biết và thực hiện đúng theo quy định. Thì qua triển khai thì đã
phát huy được cái hiệu quả tích cực, là tạo điều kiện thuận lợi cho công an địa phương cũng như các cơ sở lưu trú thực hiện việc tiếp nhận khai báo tạm trú cho người nước ngoài được thuận lợi, tiết kiệm được chi phí và thời gian. Thì qua những việc làm trên thì đơn vị đã phối hợp với công an các đơn vị nghiệp vụ của các địa phương đã tổ chức tốt công tác nắm tình hình, tham mưu kịp thời có hiệu quả cho cấp ủy đảng, chính quyền địa phương để làm tốt công tác đề ra các chủ trương, biện pháp để xử lý có hiệu quả các tình hình phức tạp ở địa phương, góp phần đảm bảo được tình hình an ninh trật tự cũng như là cái phục vụ cho công tác phát triển kinh tế xã hội của địa phương. Thưa quý vị và các bạn, tỉnh Bạc Liêu có lực lượng lao động dồi dào trong độ tuổi từ 18 đến 30. Để tạo điều kiện giải quyết việc làm cho lao động, tỉnh luôn chú trọng đến công tác xuất khẩu lao động với nhiều chính sách, chủ trương khuyến khích thiết thực. Theo đó, công tác xuất khẩu lao động của tỉnh từ năm 2016 đến nay có được nhiều chuyển biến tích cực. Mỗi năm, tỉnh có hơn 300 lao động được đi làm việc tại các thị trường tiềm năng như Hàn Quốc, Nhật Bản và Đài Loan. Ngày càng nhiều gia đình thoát nghèo bền vững từ việc có lao động đi làm việc ngoài nước. Và hơn hết, đa phần lao động sau khi kết thúc hợp đồng trở về quê hương đã có được cách nghĩ, cách làm tiến bộ để phát triển kinh tế gia đình. Gia đình ông Nguyễn Văn Việt ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long có hai người con trai đang trong độ tuổi lao động. Hoàn cảnh gia đình cũng khó khăn nên hai người con trai của ông sau khi hoàn thành nghĩa vụ quân sự đều bươn trải đi tìm việc làm ngoài tỉnh. Qua công tác tuyên truyền của ngành lao động, của chính quyền địa phương, anh Nguyễn Chí Tường, con trai út của ông Việt đã mạnh dạn đăng ký đi lao động tại Nhật Bản từ tháng 10 năm 2017. Ông Việt cho biết, cũng công việc phổ thông, cũng ngày làm 8 tiếng, song thu nhập của anh Tường sau khi trừ chi phí ăn ở vẫn có được số dư gửi về phụ giúp gia đình. Còn hai thằng trai, hai chồng hai đứa con, nhưng mà thằng nhỏ đi nghỉ vụ về, nó xin đi học bên tiếng Nhật rồi đi luôn. Thu nhập nói chung cho bây giờ nó cũng được, nó gửi về như là 4 lần rồi, gần 150. Nhưng mà nó gửi lần 30 mấy, 40 mấy. Thì nó gửi cũng được, tính ra bù quân gọi lại cũng 35 triệu được. Chỉ tính riêng về thu nhập, sự chênh lệch giữa lao động trong nước và lao động ngoài nước khá cao. Trung bình mỗi tháng, một lao động ngoài nước có thể tích lũy được hơn 20 triệu đồng. Sau 3 năm làm việc tại nước ngoài theo hợp đồng, bình quân mỗi lao động tích lũy được hơn 600 triệu đồng khi trở về nước. Đây không phải là số tiền quá lớn, nhưng là một số vốn ban đầu căn cơ cho lao động bắt đầu công việc làm ăn tại quê nhà thuận lợi. Không dừng lại ở số tiền tích lũy được, nhiều lao động Bạc Liêu khi hoàn thành hợp đồng lao động ngoài nước chia sẻ, cái được nhiều hơn, quan trọng hơn tiền, chính là kinh nghiệm, kỹ thuật và tác phong công nghiệp. Đó là những tài sản vô hình để lao động khởi nghiệp tại quê nhà hiệu quả hơn, bền vững hơn. Cái được nhất của khi mà người Việt Nam sang lao động tại Nhật Bản, thì ngoài về mặt vật chất ra, đó là tiền, thì cái được thứ hai nữa là học hỏi được rất là nhiều kinh nghiệm. Cái tác phong công nghiệp của Nhật Bản làm việc rất là đúng giờ giấc và cái cách họ làm việc cũng ngăn nắp. 3 năm làm việc ngoài nước, nhiều lao động Bạc Liêu giới tính cần cù, chịu khó và không ngừng học tập, còn có được những điều kiện để nâng cao tay nghề, trình độ. Sau khi hoàn thành hợp đồng cũ, những bằng cấp, chứng chỉ nghề có được cũng mở ra cho lao động cơ hội trở lại công ty xí nghiệp đã làm việc ở nước ngoài với vị trí cao hơn, thu nhập tốt hơn. Anh Nguyễn Văn Quyện ở xã Vĩnh Thanh, huyện Phước Long là một trong những trường hợp như thế. Sang làm việc tại Nhật Bản lần đầu, anh chỉ là một tu nghiệp sinh. Song anh đã chủ động học tập và lấy được bằng kỹ sư hàn điện của Nhật Bản, nên sau khi hết hợp đồng về nước, anh Quyện vẫn được công ty cũ quan tâm mời về làm việc. Ngày trước là khi mà lần đầu tiên sang Nhật Bản với một tư cách là tu nghiệp sinh, nhưng mà sau 3 năm làm việc, tôi cũng đã học hỏi rất là nhiều và cũng được công ty cho đi thi những bằng cấp của bên Nhật Bản và tôi đã được bằng kỹ sư của Nhật. Thì hiện tại là công ty cũng có nhu cầu là mời tôi lại với một tư cách là kỹ sư. Với những khởi sắc trong đời sống của lao động đi làm việc ngoài nước, ngành lao động tỉnh Bạc Liêu xác định xuất khẩu lao động thực sự là một hướng mở cho công tác giảm nghèo bền vững. Cùng với việc phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu hàng năm, ngành chủ động tham mưu cho tỉnh ủy, hội đồng nhân dân, ủy ban nhân dân tỉnh ban hành những chính sách, chủ trương tháo gỡ khó khăn, hỗ trợ lao động đi làm việc ngoài nước.
Mới đây nhất là nghị quyết số 17 của Hội đồng Nhân dân tỉnh về hỗ trợ người lao động đi nước ngoài làm việc theo hợp đồng năm 2018. Theo nghị quyết số 17, 5 nhóm lao động sẽ được hỗ trợ không hoàn lại chi phí ban đầu và được dây vốn để xuất khẩu lao động. Hỗ trợ không hoàn lại theo cái thực hiện theo nghị định 61 trong 5 nhóm đối tượng là hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ gia đình có thân nhân người có công với cách mạng, hộ gia đình bị thu hồi đất nông nghiệp và hộ dân tộc thiểu số. Thì 5 nhóm đối tượng này được hỗ trợ cái chi phí ban đầu là làm visa, làm hộ chiếu, học nghề, học tiếng ngoại ngữ và khám sức khỏe, rồi chi phí đi lại ăn nghỉ một phần thì tương đương khoảng 14 triệu. Thì tất cả trong 5 nhóm đối tượng này được hỗ trợ 100% không hoàn lại chi phí ban đầu. Cái thứ hai là được hỗ trợ vay vốn 100% theo hợp đồng của công ty nào đó. Khi người lao động được hợp đồng để xuất cảnh thì ngân hàng chính sách xã hội sẽ cho vay 100% cái chi phí để xuất cảnh. Xuất khẩu lao động với những chuyển biến đã và đang góp phần thiết thực cho công tác giảm nghèo, thúc đẩy kinh tế xã hội của tỉnh phát triển, nhất là khu vực nông thôn. Đây còn là bước chuẩn bị cần thiết để có được một lực lượng lao động có trình độ, kỹ năng tay nghề cao, có ý thức tổ chức kỷ luật, tác phong công nghiệp cho sự phát triển của tỉnh. Tuy nhiên, nhiều năm qua, công tác này vẫn chưa tương xứng với nguồn lao động dồi dào của tỉnh. Điểm nghẽn lớn nhất của công tác trên là do nhiều lao động đủ tiêu chuẩn xuất khẩu nhưng lại thiếu tiền cho chi phí học nghề, học ngoại ngữ và chi phí làm thủ tục xuất cảnh. Với những chính sách chủ trương mới trợ lực cho người lao động như nghị quyết số 17, lao động tỉnh Bạc Liêu đủ tiêu chuẩn, chí thú làm việc và quyết tâm thoát nghèo hoàn toàn có thể vươn lên, nắm bắt một tương lai tươi sáng hơn bằng con đường đi lao động ngoài nước. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi chương trình. Xin chào và hẹn gặp lại.